Tuyết Nha và bằng tin tức của đài IBC xin chân thành chào đón tất cả quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa hôm nay. Của đài được phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada cũng như trên mạng internet ibctv.us. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, Tuyết Nha xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin như sau. Liên minh Âu Châu báo động làn sóng đại dịch COVID-19 với biến thể BA.5 lan tràn nhanh vào cuối tháng 7 này. Tổng thống Sri Lanka bỏ trốn sang Maldives. Tổng thống Joe Biden công du Israel tránh bắt tay để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hiệp Quốc họp thảo luận về việc mở lại con đường xuất cảng ngũ cốc. Tòa án Tokyo đã buộc nhà điều hành TEPCO chi 95 tỷ Mỹ Kim tiền bồi thường trong thảm họa Fukushima. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới y tế. Liên minh Âu Châu đồng loạt báo động làn sóng lây nhiễm đại dịch COVID-19 với biến thể mới BA.5 lan rất nhanh vào cuối tháng 7 này. Theo viên chức cao cấp của cơ quan dược phẩm Liên Âu, cho biết làn sóng đại dịch COVID-19 bùng phát lại tại nhiều nước trên khối này vì biến thể COVID-19 lây lan nhanh. Theo Marco Cavalleri của cơ quan dược phẩm châu Âu, biến thể COVID-19 BA.4 và BA.5 dự đoán thống trị khắp lục địa, thay thế cho tất cả những biến thể khác vào cuối tháng 7 năm nay. Họ cho biết dù không có bằng chứng cho thấy hai biến thể mới khiến cho bệnh nhân nhiễm trở nặng so với những chủng virus trước đó, nhưng sự gia tăng tốc độ lây truyền ở những nhóm tuổi lớn có thể trở nặng hơn. Tháng 4, EMA đã khuyên người 80 tuổi trở lên tiêm liều vaccine tăng cường và nay kêu gọi công dân 60-79 tuổi, những người dễ bị tổn thương thuộc mọi lứa tuổi không nên trì hoãn việc tiêm liều tăng cường. Số người nhiễm COVID-19 biến thể không chỉ tăng vọt tại Âu Châu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 30 tháng 6 cho biết số ca nhiễm tăng 18% vào tuần qua, hơn 4,1 triệu người nhiễm mới đã được ghi nhận. Đến với Á Châu, Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn sang Maldives. Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn mà không từ chức, đẩy đất nước vào cuộc hỗn loạn kinh tế và bất ổn chính trị. Tin cho biết Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và phu nhân đã lên máy bay của lực lượng không quân tới Maldives sau khi phong thủ tướng làm quyền Tổng thống thay thế ông khi vắng mặt. Điều đó dường như càng tăng thêm sự tức giận ở quốc đảo đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vì khủng hoảng kinh tế gây ra thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng hiện nay. Hàng ngàn người biểu tình biết trước đã tập họp bên ngoài khuôn viên văn phòng, hò hét phản đối quyền tổng thống. Gurkhar Singhal ban bố tình trạng khẩn cấp xuất hiện trên truyền hình nhắc lại lời tuyên bố không rời đi cho tới khi có chính phủ mới. Mặc dù bỏ trốn nhưng Rajapaksa vẫn không công bố quyết định từ chức. Cuối tuần qua, người biểu tình chiếm giữ nhà riêng và dinh tổng thống cũng như dinh thủ tướng sau nhiều tháng biểu tình, đe dọa sụp đổ triều đại của gia đình Rajapaksa đã cai trị Sri Lanka kéo dài 2 thập niên. Thứ tư, người dân Sri Lanka tiếp tục đổ về dinh tổng thống, vẫy vùng trong hồ bơi, chiêm ngưỡng những bức tranh và nằm dài trên những chiếc giường. Tin cho biết rằng tổng thống Sri Lanka là Rajapaksa chuẩn bị bay tới Singapore sau khi đã tới Maldives vào ngày 13 tháng 7, trong khi những cuộc biểu tình bùng phát liên tiếp tại Colombo. Được biết, ông có thể tuyên bố từ chức khi đặt chân tới Singapore, và ông cũng hứa hẹn từ chức để nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết hơn. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du Israel nhưng tránh bắt tay để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được Tổng thống Isaac Herzog, Thủ tướng Yair Lapid và các viên chức cao cấp Israel tiếp đón ngay tại phi trường Gan Gurion dưới cái nắng thiêu đốt. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett có mặt để chào đón Tổng thống Joe Biden. Thứ tư, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden giảm thiểu việc tiếp xúc với viên chức khác trong chuyến công du Trung Đông vì số ca nhiễm COVID-19 biến thể tăng vọt khắp nơi. Tòa Bạch Ốc cũng đã thông báo cho văn phòng Thủ tướng Israel là Yair Lapid rằng Tổng thống Biden sẽ tránh bắt tay trong chuyến công du. Tin mới nhất cho hay chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Biden kéo dài 4 ngày bắt đầu tại Israel và Saudi Arabia, khẳng định những mối liên lạc tại khu vực và tìm giải pháp để giải quyết những vấn đề phức tạp.
Ông Biden dự tính sẽ gặp 11 nhà lãnh đạo trong khu vực, tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Iraq và Jordan. Ông cũng sẽ thảo luận về sự hội nhập của Israel trong khu vực sau khi ký kết Hiệp định Abraham năm 2020, trong đó có việc bình thường hóa bang giao với Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Thứ năm, ông tham dự cuộc họp với nhà lãnh đạo của nhóm là U2, gồm Israel, Ấn Độ, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và Tổng thống cũng có cuộc kế hoạch sẽ gặp Tổng thống Palestine để tìm cách hàn gắn liên lạc với nước này vốn gần như cắt đứt trước đây. Tại bờ Tây, Tổng thống Biden còn dự trù thông báo kế hoạch nối lại viện trợ của Hoa Kỳ cho các bệnh viện Palestine đã bị cựu Tổng thống Trump cắt đứt, cam kết tìm kiếm thỏa thuận hòa bình hai nhà nước Israel và Palestine để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine cũng như Liên Hiệp Quốc cùng nhau họp để thảo luận việc mở lại con đường xuất cảng ngũ cốc. Một phái đoàn quân sự Nga tới Istanbul để gặp đại diện Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những viên chức Liên Hiệp Quốc để đàm phán việc nối lại con đường xuất cảng ngũ cốc của Ukraine từ cảng Odessa tới Biển Đen vì cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn. Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc với Liên Hiệp Quốc làm trung gian tìm kiếm thỏa thuận sau cuộc chiến tranh Nga đã xâm lược của Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay đã làm cho giá của ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Ukraine và Nga là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất toàn cầu, cũng như Nga là nước xuất cảng phân bón, trong khi Ukraine là nhà sản xuất bắp và dầu hướng dương hàng đầu. Nga đồng ý đình chiến để những chuyến hàng được chuyển đi và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Liên Hiệp Quốc đã giám sát thương thuyền để xoa dịu nỗi lo của Nga về việc buôn lậu vũ khí. Nga tiếp tục xuất cảng ngũ cốc từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh để thiếu những tàu lớn vì nhiều chủ sở hữu lo lắng khi đưa tàu đến khu vực. Chi phí vận tải và bảo hiểm cũng tăng mạnh. Ukraine hy vọng sẽ tăng sản lượng ngũ cốc xuất cảng bất chấp việc Nga phong tỏa những cảng ở Biển Đen và cho hay các tàu đã bắt đầu đi qua cửa sông Danube. Việc Nga xâm lược và phong tỏa ở Ukraine, nhất là vùng biển, làm cho hoạt động xuất cảng ngũ cốc bị đình trệ. Hàng chục chuyến tàu đã ngừng di chuyển và hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong những hầm chứa tại cảng Odessa. Tòa án Tokyo đã buộc nhà điều hành TEPCO chi 95 tỷ Mỹ Kim bồi thường thảm họa Fukushima. Theo đài truyền hình quốc gia NHK, tòa án Tokyo đã yêu cầu 4 cựu giám đốc điều hành công ty điện lực Tokyo, viết tắt là TEPCO, bồi thường 13.000 tỷ yen, tương đương 95 tỷ Mỹ Kim cho nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, vốn đã bị tàn phá vì động đất và sóng thần. Chủ tòa phiên tòa cho rằng các giám đốc điều hành có thể đã ngăn được thảm họa nếu như thực hiện biện pháp quản trị cẩn thận và thường xuyên hơn. Phán quyết này đánh dấu sự khởi đầu của phiên tòa hình sự 2019 và tòa án quận Tokyo khi bấy giờ đã kết luận ba giám đốc điều hành TEPCO không phạm tội sơ suất về chuyên môn vì họ không lường trước được sự xuất hiện cơn sóng thần tàn phá nhà máy điện nguyên tử. Các cổ đông TEPCO đề nạp đơn kiện vào năm 2012 yêu cầu 5 cựu giám đốc điều hành bồi thường cho công ty đã bị sụp đổ 22.000 tỷ yen vì bỏ qua báo động có thể xảy ra sóng thần. Vụ án hình sự được kháng cáo vào Tòa Thượng Thẩm Tokyo sẽ ra phán quyết vào năm sau. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây chúng tôi lại mời quý vị ủng hộ cho một số những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài IBC. Kể đến đó, Tiếng Nhà sẽ trở lại để tường trình đến quý khán giả tin tức liên quan tới Mexico đồng ý cung cấp tới 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim để giữ di dân lại ở biên giới phía Nam. Cũng như Hoa Kỳ thử nghiệm thành công phi đạn siêu thanh của Lockheed Martin, phụ nữ bị đốt cháy trên xe bus tại Toronto và hung thủ đã bị bắt. Cũng như việc người Việt Nam bị lừa sang Cambodia làm việc bất hợp pháp đang ngày càng tăng vọt. Kính mời quý khán giả đón xem trên đài truyền hình IBC.
Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay của đài IBC với phần trình bày của Tuyết Nha. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Kế đến là bản tin từ Canada, thưa quý vị. Một người phụ nữ bị đốt cháy trên xe bus tại Toronto và hung thủ đã bị bắt. Cảnh sát xác định danh tính người phụ nữ bị đốt khi đang ngồi trên xe bus tại Toronto. Hung thủ đã bị bắt, bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Nạn nhân là Nimar Dalma, 28 tuổi, lên chiếc xe bus TTC tại trạm Kipling khoảng 12 giờ trưa ngày 17 tháng 6. Một người đàn ông tên là Tenzing Nobu, 33 tuổi, đi theo sau bất ngờ đổ một bình đường chất lỏng dễ cháy lên người bà ta và bật lửa khiến cho bà Nimar Dalma bốc cháy như một cây đuốc. Ngọn lửa được dập tắt sau đó và nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời hơn 2 tuần sau. Cảnh sát nghi là bà Dalma bị tấn công vì tư thù cá nhân. Cảnh sát xác nhận bà Dalma và hung thủ Nobu trước đó không hề có một mối liên lạc nào với nhau. Mexico đồng ý cung cấp 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim để giữ chân di dân tại biên giới phía Nam thay vì ồ ạt tràn lên phía Bắc tới Hoa Kỳ. Chính phủ Mexico đồng ý cung cấp 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim để giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ xây dựng một số những công trình dọc biên giới với Hoa Kỳ và Mexico, tăng cường năng lực thanh lọc di dân. Một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thỏa thuận trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Cựu Tổng thống Donald Trump đã từng vận động tranh cử với lời hứa xây dựng bức tường biên giới mới, với điều kiện là Mexico trả tiền. Tuy nhiên, bức tường biên giới dài hàng trăm dặm được xây dựng mới và tu sửa từ trước tới nay mà chính phủ Mexico không đóng góp. Tuy nay, thì Tổng thống Mexico đồng ý chi tiền để Hoa Kỳ thực hiện một số công trình dài dọc theo biên giới hai nước, bao gồm việc xây dựng lại những cảng nhập cảnh, tăng cường tiến trình thanh lọc di dân đang cố gắng từ Mexico đổ ồ ạt về Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận này, chi phí Mexico đóng góp không được sử dụng để xây hàng rào hay tiếp tục kéo dài bức tường biên giới. Mục tiêu của dự án là cải tổ tốc độ kiểm tra biên giới và duy trì an ninh, nhưng lại nói là không nhất thiết để ngăn chặn di dân vượt biên. Lực lượng ICE của Hoa Kỳ đã chặn 240.000 di dân vượt biên giới phía Nam vào tháng 5, một con số được coi là cao nhất kỷ lục đã được ghi nhận. Hoa Kỳ thử nghiệm thành công phi đạn siêu thanh của Lockheed Martin. Không lực Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công phi đạn siêu thanh của công ty Lockheed Martin, một nguồn tin thân cận với những nỗ lực này cho biết, trong bối cảnh lo lắng đang gia tăng, Nga và Trung Quốc thành công hơn trong việc phát triển vũ khí siêu thanh của họ. Không lực Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí phản ứng nhanh là ARRW tăng cường phóng từ trên không vào ngày 12 tháng 7, ngoài khơi của bờ biển California. ARRW được mang dưới cánh máy bay trước khi được phóng về mục tiêu. Trong những cuộc thử nghiệm trước đây, vũ khí này không tách rời khỏi máy bay. Vũ khí siêu thanh di chuyển trên thượng tầng khí quyển với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nghĩa là 6.200 cây số một giờ. Trong cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh thành công khác gần đây, thì cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng DARPA đã trình diễn chương trình Operational Fires. Hai người quen thuộc với vấn đề này đã từng chia sẻ những bản tin như trên. Người Việt Nam bị lừa sang Cambodia để làm việc bất hợp pháp đang ngày càng tăng vọt. Nhiều bản tin khắp khu vực Á Châu gần đây cho biết hàng trăm công nhân Thái Lan và Việt Nam bị lừa sang Cambodia làm việc bất hợp pháp, bóc lột sức lao động, bị đánh đập dã man khi chống lại các thành viên của tổ chức buôn người. Ngoài 81 nạn nhân Thái Lan, giới chức thẩm quyền Cambodia đã giải cứu 60 công dân Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam trước đó lên tiếng yêu cầu công dân cảnh giác với những nội dung quảng cáo tuyển mộ nhân viên, gọi là làm việc nhẹ, lương cao tại Cambodia. Các gia đình Việt Nam được yêu cầu chi từ 3.000 tới 30.000 Mỹ Kim để tổ chức buôn người làm thủ tục, đưa con em họ đi Cambodia tìm việc làm. Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Damrosak đã cho biết 89 người Thái Lan được giải cứu tại 4 địa điểm ở Sihanoukville và một địa điểm khác tại Phoi Phat trong đợt bố ráp mới nhất này. Hai trong số những cuộc bố ráp diễn ra vào cuối tháng 6 tại khách sạn Jinchen và sòng bạc Bolai. Một người Việt Nam 19 tuổi cho biết nạn nhân bị đánh đập chảy máu mũi, thậm chí bị đánh bằng roi điện để buộc phải làm việc. Họ cũng tiết lộ tin cho biết hiện nay có khoảng 300 người Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Cambodia, ngoài 400 người đã được giải cứu trong năm nay.
truy tố đối với chồng cựu tư lệnh cảnh sát hàng hải Cộng sản Việt Nam với tội danh nhận hối lộ của tổ chức buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam. Vợ của cựu tư lệnh cảnh sát hàng hải Việt Nam bị truy tố vì nhận hối lộ để chồng làm ngơ cho tổ chức buôn lậu vận chuyển xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, bà Phan Thị Xuân, vợ cựu tư lệnh vùng 3 cảnh sát hàng hải, là thiếu tá Lê Xuân Thành nhận số tiền tương đương là 80.000 Mỹ Kim của người tên là Phan Thanh Hữu, mua lại sự im lặng của chồng trong việc vận chuyển xăng dầu buôn lậu. Ngoài Lê Xuân Thành, cựu tư lệnh vùng 4 cảnh sát hàng hải Lê Văn Minh bị truy tố với hàng loạt tướng tá lãnh đạo cảnh sát hàng hải tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh. Theo điều tra, giám đốc công ty Phan Lê Hoàng Anh, Phan Thành Hữu và đồng bọn vận chuyển 200 triệu lít xăng lậu trị giá 130 triệu Mỹ Kim đi phân phối tại thị trường Việt Nam. Bản tin tiếp theo cho biết 2/3 số người tị nạn Ukraine chia sẻ họ muốn ở lại quốc gia sở tại. Theo khảo sát của Liên Hiệp Quốc mới đây, phần lớn người tị nạn Ukraine chạy trốn cuộc chiến tranh xâm lược của người Nga cho biết họ muốn ở lại đất nước thứ ba cho tới khi nào cuộc chiến tranh hay xung đột lắng xuống, tình hình an ninh được cải thiện hơn tại đất nước họ. Theo kết quả khảo sát của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR công bố cho thấy 65% người tị nạn Ukraine trong tổng cộng gần 5.000 người được hỏi ý kiến đã nói họ muốn ở lại quốc gia sở tại và 9% dự định chuyển tới một số nước khác. Số người tị nạn này đang sống tại các nước Cộng hòa Czech, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Slovakia từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, Phúc Trình nói rằng phần lớn những người tham gia khảo sát đã bày tỏ hy vọng được trở về quê hương càng sớm càng tốt, nhưng lo lắng về tương lai bấp bênh. Phúc Trình xác nhận 16% có kế hoạch quay lại Ukraine trong vòng 2 tháng tới, 15% trong số đó chỉ có kế hoạch ở lại tạm thời để thăm gia đình, tiếp tế, giúp cho người thân di tản. Mặt khác, theo Phúc Trình, tỷ lệ người tị nạn Kiev và các khu vực phía Tây dự trù quay trở lại cao hơn đối với những người phía Đông và phía Bắc. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, hơn 8.7 triệu người rời khỏi Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Nhiều người tìm cách xin tị nạn ở một số nước láng giềng. Chỉ trong tháng 3, gần 3.4 triệu người Ukraine trốn khỏi đất nước vì chiến tranh, hầu hết là phụ nữ và trẻ em vì nam giới trong độ tuổi 18-60 được yêu cầu ở lại Ukraine để tham gia chiến đấu. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay thứ năm của đài IBC do Tuyết Nha phụ trách. Tuyết Nha rất cảm ơn sự theo dõi quý báu của tất cả quý khán giả dành cho đài cũng như sự ủng hộ của những cơ sở kinh doanh thương mại đã bảo trợ cho IBC TV. Mọi chi tiết về quảng cáo rao vặt bảo trợ trên làn sóng của đài IBC TV, xin mời quý khách hàng liên lạc với số điện thoại của đài 714-892-5400 với rất nhiều những package quảng cáo khác nhau để phù hợp cho quý khách hàng lựa chọn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và rất mong quý khán giả tiếp tục đón xem những chương trình đặc sắc đã được chọn lọc trên đài IBC sau đây.